Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Sắm Gì TV. Thì hôm nay đây là mấy anh em mà chuẩn bị, hôm nay là tụi mình sẽ quay một cái video về đám cưới. Thì đây là những anh em đã chuẩn bị hết tất cả các máy rồi đây này mọi người. Thì sau một lát nữa mình sẽ cho tất cả mọi người xem, nhất là cái hậu trường, thứ hai là cái video mà Hồng Thiện sau một thời gian không biết là nó như thế nào luôn, rất là hồi hộp luôn mọi người, rất là vất vả. Anh em sáng giờ thức dậy rất là sớm và đi quay, chọn góc quay rồi chuẩn bị cái kiểu, không có đứa nào ăn sáng hết á. Mặc dù ngày không dương không mà mặc dù đạt nó quốc 2-3 ổ bánh mì rồi. Ok, bây giờ mọi người tiếp tục xem cái video của mình nha. Quái chữ. Chuẩn bị 1, 2, 3 ra. Cái gì đây trời? Wow, nằm luôn rồi. Wow. Cái gì chị trời? Quá tài. Đi ra luôn.
Giờ sau khi mấy anh em quay xong một số cảnh thì bắt đầu lên trên nhà hàng edit luôn. Edit luôn để một lát là sau khi mà buổi lễ tiến hành sẽ đăng trực tiếp lên trên đây luôn, sẽ mở trực tiếp. Thì không phải ai cũng làm được như thế này đâu. Phải có những cái bàn tay, những cái thợ chuyên nghiệp như thế này, những bạn trẻ như thế này mới có thể làm được. Những bạn quay vlog, bạn trẻ trâu mới làm được, bạn cao vlog mới làm được các bạn ạ. Chứ không phải dễ đâu nha. Chưa, cái đó đặt vào nhà suy nghĩ được lắm á. Cái gì mà mọi người, nói chung là đám cưới này vẫn chưa có ai hết á mọi người. Hiện tại là không có ai, chưa ai lên vì còn sớm quá mà. Chỉ có chúng mình đang ngồi đây để làm cái video. Nhưng mà mọi người thấy không? Ê, làm gì vậy, đang bóc quà gì? Đám cưới ta chưa ăn mà lấy để hết nguyên dĩa rồi. Nguyên dĩa luôn à? Đây, bạn ông ta mất cái dĩa rồi. Lấy cái chữ là chữ ai? Ừ. Trời ơi, không được, không được. Chùm chùm. Trong đây là cái đoạn mà sau khi xong ở nhà rồi. Bây giờ là đến cái đoạn quay ở nhà hàng này. Thì Đạt nó mới quay xong những cái shot quay ở nhà hàng. Bây giờ để cho Hùng nó gắn bỏ vô luôn. Đó là rất là gấp rút luôn, trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi.
cả tập trung tất cả mọi người tập trung. Ok mọi người, thì sau một buổi sáng rất là vất vả thì mấy anh em cuối cùng cũng đã hoàn thành xong cái video, thì mọi người vừa xem xong rồi đó. Thì có những cái ý kiến gì, có những cái lỗi, những cái gì mọi người cứ bình luận ở phía dưới comment để cho mấy anh em rút kinh nghiệm. Thì cái nhóm của cháu mình là người đã dựng cái video này, còn mấy anh em đây tất cả mọi người đều quay luôn, cháu mình nó cũng quay luôn. Kia là Đạt, cháu mình tên Hùng và bạn Kho đó. Thì từ sáng bắt đầu là từ 6 giờ là mấy anh em đã chuẩn bị hết rồi và quay cho đến lúc buổi lễ đã được tuyên bố và cô dâu chú rể đi lên rồi quay, cái kiểu là từ đầu cho đến cuối luôn. Rồi xong sau khi kết thúc buổi lễ một cái là edit xong và đăng lên là cho mọi người xem luôn, trực tiếp như vậy luôn đó, rất là hay và rất là khó luôn, thực sự luôn. Mọi người xem thử có ai đã làm như vậy hay chưa. Thì bây giờ mình muốn bạn Kho cho mọi người biết là cái nhóm của mình và mình làm cái gì như thế nào và có cái gì đó chia sẻ cho mấy bạn. Nhóm mình là nhóm tên là Fpro. Thì hiện tại Fpro là có hai team, đó là Fpro Media và Fpro Melody. Thì Fpro Media là chuyên về hình ảnh, quay clip, quay phim, có thể là nhận các phóng sự cưới hay là các MV ca nhạc gì đều có thể nhận hết. Thì hôm nay là có dịp về Phan Rang quay một cái đám cưới ở Phan Rang, thì chúng mình thấy rất là vui và có thể hoàn thành tốt công việc trong vòng buổi sáng là xong một cái clip, nên là đang rất là hào hứng và chuẩn bị đi chơi dạo Phan Rang thôi. Đi chơi thì nói chung là có cách nào mà mọi người có thể liên lạc với mình để đặt những cái show, những cái quay như vậy trong những cái đám cưới không? Có cách nào để liên hệ không? Để thông tin với description dưới phần mô tả. Ok luôn, thì mọi người cảm thấy muốn có một cái đám cưới hoặc là ok hoành tráng như vậy thì cứ liên hệ tụi mình. Đó, mấy anh em rất tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta cùng chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye.